Mến chào quý vị, là nơi rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh tin tức 24h TV. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Nga cao tay phá hủy pháo tự hành pháp viện trợ cho Ukraine Theo hình ảnh được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải trên Telegram ngày 30 tháng 6, pháo tự hành xe xa của pháp viện trợ cho Ukraine đang được bố trí ở nơi chống trải trên đảo Kubansky thuộc Biển Đen. Máy bay không người lái UAV của Nga sau khi phát hiện vị trí khẩu pháo trên liền chuyển tọa độ mục tiêu cho các đơn vị vũ trang của nước này. Tờ Kiev Independent dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố trong chuyến thăm Ukraine hồi giữa tháng này rằng Paris đã cung cấp cho chính quyền Kiev 12 hệ thống pháo tự hành xe Ông Macron nói sau cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Romania Klaus Iohannis và Thủ tướng Italia Mario Draghi. Tôi sẽ quyết định chuyển giao thêm cho Ukraine 6 hệ thống pháo rời xa nữa. Chính trị gia Pháp Jean Michel Cadenas vào tuần trước khẳng định rằng ít nhất hai hệ thống pháo xe xa của nước này viện trợ cho Ukraine đã bị quân đội Nga thu giữ. Ông Cadenas viết trên Twitter, những khí tài này vẫn hoạt động hoàn hảo, quân đội Ukraine đã rút khỏi vị trí của họ nhanh tới mức không có thời gian để phá hủy hay đặt bẫy trên các khẩu pháo xe xa. Giao tranh dữ dội, nhiều ngôi làng ở Ukraine bị xóa sổ. Nga tuyên bố hạ hơn 100 lính Kraken. Ngày 30 tháng 6, Oleksandr Vikun, lãnh đạo thành phố Krivirit ở miền trung Ukraine cho biết, một số ngôi làng đã bị xóa sổ khỏi mặt đất. Một quan chức quân sự cấp cao xác nhận, Nga đã bắn khoảng 130 tên lửa vào Ukraine trong vòng 4 ngày qua, bao gồm các cuộc tấn công vào một trung tâm mua sắm ở thành phố Kremenchuk, miền trung Ukraine. Đoàn tập kích tên lửa khiến ít nhất 20 dân thường thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương và mất tích. Ở thành phố phía nam Mykolaiv, giới chức địa phương cáo buộc Nga phóng tên lửa vào một tòa chung cư khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Moscow thừa nhận đã phóng tên lửa nhưng nhắm mục tiêu vào một cơ sở huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài trong khu vực. Tại mặt trận miền Đông, lực lượng Nga tiếp tục bao vây và tiến công vào thành phố Lysychansk. Serhiy Hayday, người đứng đầu chính quyền tỉnh Lugan ngày 29 tháng 6 cho biết, lực lượng Nga liên tục pháo kích vào Lysychansk. Ông Hayday nói: Chiến sự vẫn tiếp diễn ở ngoại ô thành phố. Nga đang tìm cách tấn công liên tục. Gần đây lực lượng của chúng tôi đã đánh vào các nhà kho, sở chỉ huy và doanh trại của lực lượng nga. Theo ông Hayday, hiện vẫn còn khoảng 15.000 người ở Lysychansk, mặc dù các nhà chức trách khuyến cáo từ vài tuần trước rằng họ nên sơ tán khỏi khu vực chiến sự. Hiện tại khi thành phố bị pháo kích liên tục, việc sơ tán trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Ông Hayday nói thêm: "Bây giờ cường độ hỏa lực rất mạnh đến mức chúng tôi chỉ có thể đưa 30 người lên một xe buýt. Vì vậy chúng tôi rất cẩn trọng về điều này." Lysychansk là chốt chặn cuối cùng của quân đội Ukraine tại tỉnh Lugan sau khi quân đội Nga tuyên bố giành toàn bộ quyền kiểm soát thành phố lân cận Severodonetsk. Nếu kiểm soát Severodonetsk và Lysychansk, Nga có thể tạo bàn đạp để kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, miền đông Ukraine. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 29 tháng 6, các lực lượng Nga được cho là đã tiến hành một cuộc tấn công bằng pháo vào một số mục tiêu quân sự ở miền đông Ukraine, bao gồm căn cứ của tiểu đoàn Kraken. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hơn 100 tay súng Kraken đã thiệt mạng gần thành phố Kharkov sau các cuộc tấn công hôm 29 tháng 6. Ngoài ra, 10 xe bọc thép cũng bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác cao cũng phá hủy nhiều căn cứ chỉ huy trong khu vực, bao gồm một trung tâm huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài, cũng như các kho đạn và căn cứ sửa chữa thiết bị quân sự. Theo Bộ Quốc phòng Nga, sau khi hứng chịu thương vong đáng kể, các chỉ huy của tiểu đoàn Kraken đã ra lệnh cho lực lượng từ bỏ vị trí và rút lui về phía thành phố Kharkov. Tiểu đoàn Kraken được Bộ Quốc phòng Nga coi là lực lượng chiến đấu theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine và là một nhánh của tiểu đoàn Azov. Lực lượng gần đây đã bị thất bại nặng nề tại thành phố Mariupol, Ukraine. Kraken tự nhận là đơn vị trinh sát đặc biệt thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, hoạt động tách biệt với lực lượng vũ trang Ukraine. Mặc dù không có thông tin chính thức về số lượng binh sĩ thuộc tiểu đoàn Kraken, nhưng một số nguồn tin cho rằng đơn vị này có khoảng 1.800 thành viên, chủ yếu bao gồm các cựu chiến binh Azov và tình nguyện viên, trong đó có nhiều người mang tư tưởng cực đoan và cực hữu. Mỹ đang đàm phán với Israel để chuyển giao hệ thống phòng thủ vòng sắt cho Ukraine. Trong bối cảnh Washington thông báo đang tiến hành công tác chuẩn bị cho việc cung cấp hệ thống phòng không hiện đại cho Ukraine, có thông tin cho rằng Mỹ đang đàm phán với Israel để cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng không vòng sắt Iron Dome của Israel. Trước đó, thì Israel công khai tuyên bố vòng sắt sẽ không được cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, theo đánh giá của các cuộc đàm phán đang diễn ra, Israel vẫn có thể chuyển giao loại vũ khí này cho Kiev. Giới chuyên gia lưu ý rằng ngày nay hệ thống phòng không của Israel có thể trở thành một trong những phương tiện hiệu quả nhất để tiêu diệt các mục tiêu trên không, vì chúng được coi là một trong những hệ thống phòng không được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Tuy nhiên, dù hệ thống tên lửa phòng không vòng sắt là vũ khí chung do Mỹ và Israel phát triển, nhưng để cung cấp số vũ khí này cho các nước thứ ba, Washington và Jerusalem phải đạt được các thỏa thuận chung. Cũng theo các chuyên gia, Israel không muốn cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không này vì lo ngại mối quan hệ với Nga sẽ xấu đi đáng kể trong bối cảnh mối đe dọa của Iran và sự tăng cường sự hiện diện của Iran ở Syria sẽ gây ra áp lực đối với lợi ích quốc gia của Israel. Trước đây vào đầu tháng 2, theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov, Hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt đang hoạt động ở Israel sẽ không thể bảo vệ đầy đủ các cơ sở chiến lược ở nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, nguyên nhân là đặc điểm kỹ chiến thuật của hệ thống phòng thủ tên lửa này tương đối thấp đối với việc bảo vệ lãnh thổ khỏi tên lửa và rocket không điều khiển. Đồng thời, theo ông Rednikov, hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt sẽ không thể giải quyết triệt để các vấn đề bảo vệ các cơ sở chiến lược như nhà máy điện hạt nhân hay sân bay của Ukraine. Trong khi đó, theo các nguồn tin, Kiev đã nhiều lần thể hiện sự quan tâm đến việc mua hệ thống phòng không vòm sắt và hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel. Tuy nhiên, việc cung cấp thiết bị quân sự loại này có thể bị cản trở bởi mối đe dọa của Israel với Nga. Hệ thống tên lửa phòng thủ vòng sắt do các công ty Israel Rafael, Advanced Defense System và Israel Aerospace Industries phát triển, với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của Mỹ, đã đi vào hoạt động vào ngày 27 tháng 3 năm 2011. Khẩu đội vòng sắt bao gồm một radar mảng pha quét điện tử đa năng EASA ELM2084, một đài chỉ huy và ba bệ phóng với 20 tên lửa đánh chặn Tamir, hoạt động ở chế độ tự động giám sát tình hình trên không. Tamir là một tên lửa phòng không tương đối nhỏ với đầu dẫn đường bằng radar chủ động. Tên lửa đánh chặn Tamir khối lượng 90 kg, dài 3 m, đường kính 160 mm, tầm bắn 17 km, dùng ngòi nổ không tiếp xúc có giá sắp xỉ là 60.000 đô la Mỹ. Tổ hợp được chế tạo theo dạng container cho phép vận chuyển và triển khai nhanh chóng. Vòm sắt có khả năng chống lại tên lửa không điều khiển có tầm bắn từ 4 đến 70 km, có hiệu quả chống lại máy bay bay ở độ cao 10.000 10 m. Ngày 10 tháng 3 năm 2012, Jerusalem Post cho hay hệ thống đã bắn hạ 90% tên lửa phóng từ Gaza nhằm vào các khu vực dân cư. Đến tháng 11 năm 2012, hệ thống này được cho là đã chặn được trên 400 quả rocket. Chiến binh Azov sống sót kể về những ngày kinh hoàng cuối cùng ở Mariupol. Monfa, một người đàn ông 27 tuổi, quê ở vùng Kapatian, miền Tây Ukraine, đã có 8 năm kinh nghiệm chiến đấu ở khu vực Donbass. Tại Mariupol, một thành phố ở đông nam Ukraine, trải qua 3 tháng bị Nga pháo kích và ném bom liên tục, Monfa trở thành chỉ huy của đơn vị liên lạc tại trung tâm phòng thủ của thành phố. Vào giữa tháng 3, Monfa bị thương nặng trong một lần làm nhiệm vụ, sau đó anh quyết định di tản khỏi thành phố bị bao vây, cùng với các quân nhân bị thương của mình. Bằng một cuộc đột kích táo bạo bằng máy bay trực thăng, đó là cách duy nhất tại thời điểm đó và khá rủi ro. Chiến trực thăng đó là hành động thành công đầu tiên để sơ tán binh lính Ukraine bị thương khỏi nhà máy thép Azovstan mà tầng hầm đã trở thành nơi trú ẩn của cả dân thường và binh lính. Chiến binh Azov này hiện đang được điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Kiev của Ukraine, đã 3 tháng kể từ khi Monfa được sơ tán khỏi Mariupol. Monfa kể, Tôi có thể nhớ rất rõ thời điểm bắt đầu cuộc chiến, nhưng tôi không thể nhớ nhiều những gì đã xảy ra vào tối ngày 24 tháng 2, bởi vì những gì tôi đã trải qua giống như một cuộc chạy marathon kéo dài 2 tuần không ngừng nghỉ vào buổi sáng tôi đã nhận được cuộc điện thoại từ một chỉ huy azov nói rằng hãy thức dậy và chúng ta sẽ đi lúc đầu tôi không thể tin rằng cuộc chiến bắt đầu và như thể điều này không thể là sự thật sau đó tôi kiểm tra tin tức và thấy rõ ràng các dấu hiệu của cuộc chiến toàn diện không mất nhiều thời gian để tôi thu dọn đồ đạc và báo cáo với trung tâm chỉ huy azov ở yuriyipka tại đó tôi nhận được lệnh tham gia cùng chỉ huy của chúng tôi trong chuyến đi đến trung tâm chỉ huy ở azov ở mariupol kể từ đó tôi đã ở lại mariupol suốt thời gian qua Lúc đầu chúng tôi dự đoán người Nga sẽ xâm nhập thành phố từ phía Bắc để chặn tất cả các con đường di tản có thể. Chúng tôi đã áp dụng cách tiếp cận này của NATO để lập kế hoạch cho nỗ lực quốc phòng của mình. Trung tâm chỉ huy của chúng tôi đang tạo ra nhiều tình huống khác nhau. Những tình huống có thể xảy ra nhất và cũng là những tình huống xấu nhất và tốt nhất. Theo những gì tôi biết, tiểu đoàn 503 của Ukraine đã cố gắng phá hủy vòng vây phong tỏa Mariupol nhưng không thành công. Họ không có đủ nhân lực và thiếu thông tin tình báo. Về cơ bản thì họ không biết có bao nhiêu quân Nga xung quanh. Không ai trong chúng tôi mong đợi sự tăng cường khổng lồ và nhanh chóng này của Nga từ Crimea. Khoảng trước ngày 26 tháng 2, chúng tôi hiểu rõ rằng chúng tôi sẽ bị bao vây. Chỉ huy tình báo cung cấp cho chúng tôi một thông tin tán quân Nga đã vượt qua Melitopol và đang tiến về Berdyansk, một thành phố lân cận ở Daporizhia Oblast. Vì vậy, có lẽ sẽ mất hai ngày trước khi chúng tôi bị bao vây từ mọi phía. Lúc đầu chúng tôi dự đoán người Nga sẽ xâm nhập thành phố từ phía Bắc để chặn tất cả các con đường di tản có thể. Chúng tôi đã áp dụng cách tiếp cận này của NATO để lập kế hoạch cho nỗ lực quốc phòng của mình. Trung tâm chỉ huy của chúng tôi đang tạo ra nhiều tình huống khác nhau, những tình huống có thể xảy ra nhất và cũng là những tình huống xấu nhất và tốt nhất. Vì vậy, kịch bản khả dĩ nhất mà chúng tôi thấy là một cuộc tiến công của Nga giữa Mariupol và Volnovakha để tấn công chúng tôi từ phía bắc và cắt đứt các kết nối của chúng tôi với đất liền. Chúng tôi đã chuẩn bị cho điều này, nhưng cuộc tiến công của Nga từ Crimea đóng một vai trò quan trọng. Chúng tôi không ngờ quân đội Nga lại tiến đến gần Mariupol nhanh đến như vậy. Theo những gì tôi biết, tiểu đoàn 503 của Ukraine đã cố gắng phá bỏ vòng vây phong tỏa Mariupol, nhưng không thành công. Họ không có đủ nhân sự và thiếu thông tin tình báo. Về cơ bản, họ không biết có bao nhiêu quân Nga xung quanh. Không ai trong chúng tôi mong đợi sự tăng cường khổng lồ và nhanh chóng này của Nga từ Crimea. Tin tốt là Bệnh viện quân y 555 vẫn đang hoạt động ở Mariupol. Đó là lý do tại sao khi cuộc tấn công của máy bay kết thúc, tôi đã sử dụng bộ đàm của mình để yêu cầu di tản. Tôi hoàn toàn tỉnh táo vào lúc đó. Các đồng nghiệp Azov đến gặp tôi và đưa tôi đến bệnh viện để phẫu thuật. Tôi bị thương ở bụng, xương chậu bị vỡ nhưng cuộc phẫu thuật đã thành công. Sau khi được sơ tán đến nơi an toàn, tôi không cần phẫu thuật gì nữa để cải thiện những gì đã làm ở bệnh viện năm. Tôi rất biết ơn các bác sĩ Mariupol. Ngày hôm sau máy bay Nga bị tấn công, lần này nhắm vào Neptune, một hồ bơi gần bệnh viện 555. Quả bom rơi ngay gần tòa nhà bệnh viện. Bác sĩ nói với tôi rằng bốn thường dân trên bàn phẫu thuật đã tử vong ngay lập tức. Một số nhân viên bệnh viện cũng bị thương. Ngày hôm sau chúng tôi quyết định sơ tán mọi người khỏi bệnh viện vì nó không thể hoạt động bình thường được nữa. Một số người được đưa đến nhà máy Ilyich, một số đến Ajostan, cả hai đều là cơ sở luyện thép. Tôi là một trong những người cuối cùng được sơ tán. Tôi nằm mất vài ngày trên giường, rồi một buổi tối chỉ huy của tôi đến và nói rằng trực thăng sẽ di tản chúng tôi vào sáng hôm sau. Anh ấy hỏi tôi có muốn đi không, vì đây sẽ là một chiến dịch khá rủi ro. Tại thời điểm đó tôi hiểu rằng chúng tôi đã bị bao vây, rằng người Nga có hệ thống phòng không mạnh và xác suất thành công của trực thăng Ukraine là khá thấp, nhưng tôi đã đồng ý để sơ tán. Trong khi chờ trực thăng, chúng tôi đã bị pháo kích và ném bom. Chúng tôi chỉ nằm đó và nghe những tiếng nổ, cảm thấy may mắn khi nó không ở gần chúng tôi. Sau đó trận pháo kích bắt đầu và chúng tôi đang đếm xem liệu nó có bắn chúng hay không. Vì vậy, khi nghe tiếng trực thăng đến gần, tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi sẽ bị pháo kích ngay lập tức. Cuối cùng máy bay trực thăng hạ cánh, chuyển một số hàng hóa và sau đó đưa tất cả chúng tôi lên máy bay để bắt đầu chuyến bay trở về. Mỗi giây trên chuyến bay dài như cả cuộc đời. Các phi công đã làm việc cực tốt. Đó là một phép màu thực sự. Tôi không có từ nào khác cho điều này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở các tin tức tiếp theo.